Vâng, xin chào mừng quý vị bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì hôm nay tôi lại lên cho anh em một siêu phẩm. Tại vì sao tôi gọi là siêu phẩm thì mời anh em xem hết video. Thì đây là chiếc xe tải Isuzu N200 là phiên bản 1 tấn 9 của chiếc xe tải Isuzu. Nó được sử dụng hệ thống khung gầm, câu số và hộp số của Isuzu. Đây là một chiếc xe tải Isuzu 3 cục và nó được lắp ráp bởi nhà máy Jack. Những anh em thắc mắc là những cái chiếc xe tải Isuzu này thì nó có mấy tải trọng thì tôi xin thông báo luôn là chiếc xe tải Isuzu này nó có 3 tải trọng. Đầu tiên là tải trọng 1 tấn 9, nó hay gọi là N200. Và N200 này thì nó có hai tải. N200 này nó sẽ có hai tải trọng, một là tải trọng 1 tấn 9 và hai là tải trọng 2 tấn 4. Đó. Và tiếp theo nữa là chiếc N350 và chiếc N350 này nó sẽ là tải trọng 3 tấn rưỡi và nó có kích thước thùng tất cả mọi chi tiết, mọi linh kiện, đó, về cả kích thước thùng, đấy mọi chi tiết của xe thì đều như nhau hết. Nó chỉ khác tải trọng thôi để anh em có thể tùy để anh em di chuyển ở trong phố. Đó, với những con xe 3 tấn rưỡi thì anh em thoải mái di chuyển ở những cung đường. Với con 1 tấn 9 thì anh em thoải mái di chuyển ở những trong những con phố mà cấm những cái xe tải từ 3 tấn rưỡi đổ lên. Đó, thì là rất thuận tiện để anh em di chuyển nha. Thì đây là chiếc xe tải 1 tấn 9 và nó có phiên bản là thùng kín. Đó, thì bây giờ tôi sẽ show chi tiết cho anh em xem là chiếc xe tải Isuzu N200 này nó có những cái gì, nó đặc biệt ở đâu. Đó, mời anh em. Thì đầu tiên vẫn là form dáng đầu vuông của chiếc xe tải Isuzu. Đó, như anh em thấy là form dáng đầu vuông và có một hệ thống gương rất là đặc biệt rồi. Đó, gồm hệ thống gương hai lớp. Đó, đầu tiên là gương trên anh em có thể nhìn đến tận nóc thùng nha. Thùng này không quá cao nhưng mà hệ thống gương của nó cũng rất là tốt rồi. Đó, cả gương soi lốp và cả gương trên nữa, kèm theo gương cầu lôi. Đó, rất to nha anh em. Đó, với tải trọng 1 tấn 9 thì chiếc xe này đang là chiếc xe rất là lớn rồi. Đó, thường thì những chiếc K200 hay là K250 tải 2 tấn hoặc là 2 tấn 4 thì nó có cái form bé hơn rất là nhiều. Đó, với chiếc xe tải Isuzu này nó 1 tấn 9 nhưng mà nó có cái form dáng rất là to rồi. Đó, với thùng là 4,3 nha anh em. Đó. Bây giờ chúng ta hãy lên xem phần nội thất cabin của chiếc xe tải Isuzu này, xem nó có những gì đặc biệt nhá. Mời các bạn. Vâng, và đây là bên trong cabin của chiếc xe tải Isuzu N200 tải 1 tấn 9. Thì như anh em thấy là vẫn là cái thiết kế của người Nhật, nó rất là vuông vức và nó khá là đơn giản. Đó, nhưng mà nó cũng đã đầy đủ những cái chi tiết rồi nha anh em. Thì đầu tiên là hệ thống kính cửa chỉnh điện. Tất nhiên là những cái hệ thống kính cửa chỉnh điện này thì bây giờ xe nào cũng có rồi, cả cả Suzuki bây giờ người ta cũng lắp đặt rồi. À, không còn đơn giản đơn sơ như ngày trước. À, vô lăng trợ lực lái dầu đương nhiên rồi. Đây. Đó, vô lăng trợ lực lái dầu. À, kèm theo là vừa rồi tôi có nổ máy lên thì anh em thấy là máy còn rất là đầm nha. À, tải 1 tấn 9 thôi nhưng mà cái tải trọng cơ bản của xe là 3 tấn rưỡi nhưng mà nó đã hạ tải xuống 1 tấn 9 nên là anh em yên tâm là cái chiếc xe này nó rất là khỏe. À, với phân khúc tải trọng 1 tấn 9. Đó. Kèm theo những hệ thống như điều hòa hai chiều. Đó, điều hòa hai chiều, một chiều lạnh, một chiều nóng này. Đó, khi mà anh em muốn sử dụng chiều nóng thì anh em xuống một chút nữa tôi sẽ hướng dẫn anh em là mở cái chiều nóng của nó như nào. Đó, kèm theo những cái nút chờ đấy để anh em có thể lắp đặt thêm. Với phổ ghế 3 ghế và nội thất cabin này cũng khá là rộng, anh em ngồi 3 người rất thoải mái nha. Đó. Bây giờ chúng ta hãy xem phần chi tiết của thùng xe. Vâng, và bây giờ cái điểm đặc biệt của chiếc xe tải Isuzu N200 này là nó có một cái ngay từ nhà máy khi mà anh em mua cái thùng kín này nhá. Mua cái thùng kín này nó đã sẵn là 3 lớp rồi nên anh em không cần phải, nó rất là đẹp. Đó, bây giờ tôi sẽ mở cho anh em xem. Và thêm nữa là đằng sau anh em có cản thông rất là khủng bố nhá. Đấy. Rất là to dày. Đó. Vâng, và đây là bên trong thùng xe của chiếc xe tải thùng kín của chiếc N200, Isuzu N200. Thì tôi cũng thông báo kích thước luôn là chiếc xe thùng kín này nó đang có kích thước thùng là dài lọt lòng là 4m35 và rộng là 1m9 và cao là 1m85 nha anh em. Thì bây giờ chúng ta hãy lên xem thùng xe nhá. Đó, một cái cản rất là khủng bố. Vâng, với chiếc thùng này thì từ nhà máy luôn là nó đã sẵn 3 lớp rồi. Như anh em thấy là bắn tôn lạnh rất là đẹp, rất là phẳng. À, bắn tôn lạnh rất là phẳng, những cái đinh vít bắn rất là đan rất là nhiều nha. Anh em thấy không? Thùng bên trong đã có xốp nha. Đấy. Anh em nghe thấy tiếng là biết rồi. Đó, thùng bên trong đã có xốp. Đó, một cái thùng rất là đẹp nha. Kể cả phần cửa hông như anh em thấy là cũng bọc hết luôn. Đó, cả phần cửa hông này nữa. Đều là 3 lớp hết nha. Cả tất cả mọi thứ đều từ nhà máy nên anh em mua xe là có sẵn nha. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Khi mà anh em độ ở ngoài thì những cái phần như này, độ cái tôn lạnh như này nhá. Tôi dự tính ngày trước tôi cũng đã độ chiếc xe của
Teraco 350 thì full thùng như này, nếu mà 3 lớp nó sẽ rơi khoảng 15 triệu. Đó, bây giờ là anh em đã tiết kiệm được 15 triệu cho khi mua chiếc xe tải N200 này rồi. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó. Em theo đèn nha. Công tắc đèn thì ở đây, rất là đẹp. Đó, anh em thấy không? Đúng không? Công tắc đèn làm cũng rất là đẹp nha, rất là gọn. Đó. Vâng, và bây giờ anh em đang thắc mắc giá của chiếc xe tải Isuzu N200 này. Đó, thì tôi xin thông báo luôn là chiếc xe tải Isuzu N200 này đang có giá là 470 triệu. 470 triệu cho một chiếc xe tải 1 tấn 9. Và nó có phiên bản thùng là 4m3. Với thương hiệu của Isuzu này thì thực sự là nó quá là rẻ, nó quá là lý tưởng để anh em đầu tư. Đó. Cùng cái mức giá là 470 triệu, có anh em có những cái lựa chọn như K250, N200, K250, Hyundai Mighty N250. Đó, thì nó đều có mức giá là loanh quanh khoảng đâu 500 triệu. Thì cái chiếc xe tải, thì tôi nhận định là chiếc xe tải Isuzu N200 này nó là tuyệt vời nhất. Động cơ vừa khỏe, anh em có một động cơ lên đến là dung tích là 2.7 mà giá thành chỉ có 470 triệu. Đó, chiếc xe 3,5 tấn hạ tải xuống, động cơ rất là khỏe anh em. Đó, với thùng rất là dài lên đến là 4m3. Đó. Hiện tại chiếc xe tải Isuzu N200 này đang được nhà máy khuyến mãi là 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 10 triệu đồng. Đó, khi mà anh em đặt xe trong cái thời điểm tháng 12 này, đó thì anh em có ngay 10 triệu 100% lệ phí trước bạ cho chiếc xe tải N200. Đó. Các bạn có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn thì hãy liên hệ với tôi. Hotline tôi để bên dưới các màn hình. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.